ái nữ nhà Mạc Văn Khoa từng bị chê ngoại hình vì sinh non, nay diện mạo thay đổi bất ngờ ở tuổi mới. Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã của Mạc Văn Khoa đã đăng tải loạt ảnh mừng con gái Linh Đan, còn gọi là Mini, trong dịp sinh nhật 3 tuổi. Từng bị chê ngoại hình vì sinh non, nay diện mạo của cô bé đã thay đổi bất ngờ khiến dân tình chú ý. Mới đây, trên trang cá nhân, V Pamper, bà xã của Mạc Văn Khoa đã đăng tải loạt ảnh mừng con gái Linh Đan, còn gọi là Mini, trong dịp sinh nhật 3 tuổi. Đính kèm theo đó là bài viết cô gửi lời chúc đến ái nữ, chúc mừng tuổi mới con gái yêu. Chỉ cần con luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an là đủ. Mỗi ngày nhìn con lớn lên đều là hạnh phúc của bố mẹ. Em bé chính thức lên 3, bố mẹ yêu con nhiều. Bên cạnh đó, Mạc Văn Khoa cũng đính kèm chia sẻ ngọt ngào gửi đến con gái cưng, chúc mừng sinh nhật 3 tuổi con gái yêu của bố. Một năm trôi qua nhìn thấy được con khôn lớn từng ngày là niềm hạnh phúc của bố mẹ. Mong con luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn và bình an. Mỗi ngày trôi qua sẽ luôn là một ngày thật vui con yêu nhé. Có thể thấy, qua ống kính của bố mẹ, Mini vô cùng bụ bẫm, dễ thương và đáng yêu. Con gái Mạc Văn Khoa sở hữu đôi mắt hai mí to tròn và nụ cười duyên dáng khiến ai nấy không khỏi mê mẩn. Khoảnh khắc nhóc tì diện bộ váy bồng bềnh màu trắng được khen trông hệt tiểu công chúa. Bên cạnh đó, sự năng động và lém lỉnh của cô bé cũng thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả. Sau thời gian dài yêu đương và chính thức kết hôn, ở thời điểm hiện tại, cuộc sống hôn nhân của Mạc Văn Khoa V Pamper cùng cô con gái đầy đáng yêu đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Trong vòng 3 năm qua, nam diễn viên luôn làm việc chăm chỉ để có thu nhập trang trải cho cuộc sống, đem lại những điều tốt nhất cho con gái. Không những thế, thời gian vừa qua, vợ chồng nam diễn viên cũng chăm chỉ tung ra những bộ ảnh cưới mà họ đã thực hiện cách đây không lâu và khiến cư dân mạng phải xích xoa không ngớt. Từ khi chào đời đến nay, ngoại hình con gái Mạc Văn Khoa là đề tài được công chúng quan tâm. Ban đầu, vì sinh non thiếu tháng, chỉ nặng 1,9kg nên Mini đã nhận về không ít bình luận kém duyên về đường nét gương mặt, mái tóc, màu da. Một bộ phận cư dân mạng còn mỉa mai rằng cô bé kém sinh là vì giống bố. Nhiều lần, vợ chồng Mạc Văn Khoa bức xúc lên tiếng về việc ái nữ bị chê. V Pamper từng chia sẻ, em bé Mini cảm ơn các cô chú đã luôn yêu thương con và gia đình con. Bố mẹ con không đẹp nên sinh con ra con cũng không đẹp và da con đen giống bố là chuyện bình thường, ai chê cũng bình thường. Vì xúc phạm đến bà ngoại và cả gia đình con nên không ai là có thể không có cảm xúc đau cả. Con là điều hạnh phúc của toàn thể gia đình. Khó khăn lắm mẹ con mới có được con, nên dù xấu dù đẹp, mẹ con cũng rất hạnh phúc, dù có giảm tuổi thọ 10, 20 năm để đổi lại những điều tốt đẹp cho con mẹ con vẫn chấp nhận. Thế nhưng giờ đây, công chúng đã phải đồng loạt quay xe vì gương mặt bé Linh Đan ngày càng rõ nét, bụ bẫm đáng yêu. Không còn là cô bé sinh thiếu tháng, mặt quạo ngày nào, giờ đây con gái Mạc Văn Khoa đã có da có thịt, hay cười hơn. Đặc biệt, Mini hiện đã sở hữu mái tóc dài đen nhánh. Bà xã Mạc Văn Khoa còn thường xuyên tạo kiểu tóc điệu đà cho con gái. Ngoài ra, hai mẹ con thường xuyên diện quần áo đồng điệu mỗi khi ra phố. Mỗi lần chụp ảnh cùng bố mẹ, Linh Đan đều hăm hở tạo dáng như mẫu nhí. Trong những bức ảnh gần đây, ngoại hình của con gái Mạc Văn Khoa liên tục đốn tim người xem.